Ok, hello, xin chào tất cả anh em nhé. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với lại video clip tiếp theo của Tấn Phạm CBB. Thì trong clip ngày hôm nay, bên Tấn Phạm sẽ giới thiệu đến cho anh em một cái bộ sản phẩm bát hình không tang tự động mới nhất năm 2022 hiện nay. Một cái bộ sản phẩm bát hình mà khi anh em đi chơi sóc đĩa, anh em đưa vào sử dụng ấy, anh em có thể cho người ta kiểm tra thoải mái. Đấy, ví dụ như là anh em có thể cho người ta soi đèn như thế này. Đây. Anh em có thể cho người ta soi đèn như thế này, anh em thấy không ạ? Hoàn toàn là bình thường nhá. Đấy, soi xuyên qua thoải mái, không khác gì một chiếc bát triệu bình thường. Anh em có thể cho người ta soi đèn thoải mái, hoặc anh em có thể cho người ta test thử nam châm. Đây, một cục nam châm rất là hít, anh em có thể thấy đây. Đó, đúng không? Một cục nam châm rất là hít này. Test thử nam châm thoải mái luôn. Hoàn toàn là ok cho anh em. Anh em đi chơi, anh em chỉ cần đưa chiếc bát này vào sử dụng, đĩa và quân vị thì hoàn toàn là xanh chín cho anh em. Mà một chiếc bát mà anh em đưa vào người ta kiểm tra thoải mái như vậy, không sợ đến chuyện phát hiện ra tạc cái gì, đúng không ạ? Đấy, và cái bát này đặc biệt là trong cái quá trình anh em sử dụng nhé. Đấy, khi anh em đi chơi, anh em sử dụng, không may anh em làm vỡ bát thì rất là khó phát hiện ra được tang của nó. Tại vì tang tích của nó là làm được cực kỳ là chắc chắn, đúc cực kỳ là kỹ. Chính vì thế là khi anh em làm vỡ ấy, thì thông thường là nó sẽ không vỡ vào những cái chỗ có tang anh em nhé. Đấy, nên là anh em hoàn toàn yên tâm thoải mái khi sử dụng cái sản phẩm này. Đấy, thì chiếc bát ở đây, đây là một cái mẫu bát nhựa hoa được rất là nhiều nơi sử dụng. Đấy, còn các rất là nhiều mẫu mã khác cho anh em lựa chọn. Thì một cái bộ sản phẩm bát hình này nó sẽ bao gồm cái gì? Cái thứ nhất là một chiếc bát hình đây, anh em có thấy đây là một chiếc bát này. Cái thứ hai là một bộ đế sạc không dây. Đấy, anh em thấy không ạ? Bộ đế sạc không dây, anh em chỉ việc đặt bát lên là anh em sạc nhá. Cái tiếp theo là một cái màn hình soi. Cái màn hình soi này thì anh em có thể sử dụng màn điện thoại như thế này, hoặc anh em có thể sử dụng một chiếc màn dây như thế này. Thì cái màn hình soi này nó sẽ soi cho anh em ở trong phạm vi là 15m đổ lại, rất là ok, đúng không ạ? Đấy, thì khi anh em đi chơi, anh em sử dụng cái bộ sản phẩm bát hình này ấy, thì anh em có thể là người chơi tay em tay con, hoặc anh em có thể là người sóc cái, anh em đều có thể sử dụng được anh em nhé. Đấy, một bộ sản phẩm là rất dễ dàng sử dụng cho anh em, mà chắc chắn anh em một điều rằng là khi anh em đi chơi, anh em sử dụng cái sản phẩm này thì anh em sẽ là người giành chiến thắng trong cái cuộc chơi đó, sân chơi đó. Tại vì chiếc bát này nó sẽ hỗ trợ cho anh em là nhìn ở bên trong bốn vị nó về gì, về chẵn về nẻ cực kỳ là rõ nét. Đây, mình sẽ cho anh em cùng xem luôn. Đây, đấy anh em nhìn đúng không ạ? Một chiếc bát tự động, anh em úp bát và phát trên màn hình hiện lên luôn. Đấy, thì khi thông thường anh em đi chơi, anh em sử dụng cái màn như thế này. Đấy, ví dụ như đây. Đấy, anh em có thể thấy là nó sẽ hiện lên ở đây, nhưng mà mình quay thì nó sẽ hơi bị lóa, nên là mình đã kết nối vào màn hình lớn này, anh em thấy rõ hơn này. Ví dụ như khi anh em đi chơi mà anh em này tay em tay con ấy, cái người ta sóc xong như thế này. Đấy, cái sóc xong chỉ cần đặt xuống phát là anh em đã nhìn thấy là về sấp đôi. Đấy, anh em nhìn thấy về sấp đôi thì chắc chắn là anh em sẽ đánh sấp đôi rồi. Không có lý do gì mà anh em nhìn thấy về sấp đôi mà anh em lại định đánh lẻ, đúng không ạ? Đấy, hoặc ví dụ như khi anh em làm cái này. Đấy, hoặc ví dụ như khi anh em làm cái nhé, anh em sóc xong như thế này. Đấy, một người ngồi ở ngoài sẽ cầm cái điện thoại soi và xem là về chẵn này về lẻ. Thì ví dụ như đây là về ba trắng thì người ta sẽ báo cho anh em là về lẻ. Đấy, báo là về lẻ rồi mà anh em biết nó về lẻ thì không có lý do gì mà anh em lại đi bán chẵn cả, đúng không ạ? Anh em phải bán lẻ thì 100% tiếng này nó sẽ về lẻ này. Đấy, anh em thấy không ạ? Rất là ok cho anh em luôn, một bộ sản phẩm hỗ trợ cho anh em cực kỳ là tốt, rất là dễ sử dụng. Tất cả những anh em nào kể cả là chưa tiếp xúc đến các sản phẩm cờ bạc vì bao giờ, anh em đều có thể sử dụng một cái sản phẩm này. Đấy, test tiếp này. Đó, sấp đôi, rất là ok luôn đúng không ạ? Như là anh em đang ngồi trong bát luôn, một chiếc bát mà anh em có thể sử dụng cái màn hình soi này, anh em soi nó ở trong cái phạm vi là 15m đổ lại. Đấy, anh em có thể là ngồi bên phòng nào đó, đấy, ở trong cái phạm vi 15m đó anh em soi, sau đó anh báo phím cho người của anh em, hoặc là anh em cho một người ngồi soi sau đó báo phím cho anh em đánh, rất là hiệu quả luôn. Đấy, thì cái độ hiệu quả của bát hình này thì nó là tối đa 100% rồi, không có một cái sản phẩm nào mà nó có thể chuẩn xác hơn được cái dòng bát hình này anh em nhé, nên là anh em yên tâm sử dụng giúp mình. Đấy, ví dụ đây ba trắng, anh em thấy chưa, rất là ok đúng không? Đấy, chuẩn 100% ba trắng, không có sai lệch đi đâu một tí nào cả. Đấy, rất là hiệu quả cho anh em luôn. Đấy, mình sẽ test cho anh em thêm một ván nữa này. Đấy, đây, vẫn ba trắng cho anh em. Thì nhá, đây là một cái mẫu bát tự động này. Đấy, anh em có thể nhìn thấy đây là một mẫu bát tự động nhá. Thì khi anh em chỉ cần úp bát xuống, đấy, tự động hình ảnh nó sẽ hiện lên, tự động mắt camera nó sẽ hoạt động,
Chính vì thế nên là khi anh em úp bát xuống này, cái lượng thời gian tiêu hao pin của nó đã bắt đầu tính từ khi anh em úp bát xuống. Chính vì thế nên là thời gian sử dụng của nó sẽ được khoảng tầm 2 tiếng rưỡi đến 3 tiếng đối với loại pin tốt, còn thông thường là được khoảng 2 tiếng. Đó, còn anh em muốn sử dụng lâu hơn ấy thì anh em hãy sử dụng cho mình một cái dòng bát khiển. Dòng bát khiển thì nó cũng giống như thế này thôi. Nó chỉ có thêm một cái khiển này cho anh em để khi nào anh em cần xem, anh em bấm khiển để kích hoạt mắt camera trong bát anh em nhé. Đấy. Và cái tiếp theo ấy là về cái dòng bát tự động này. Ví dụ như anh em xem xong như thế này. Đấy, ví dụ là khi anh em úp vào như này nhá. Đây. Anh em úp như thế này mà màn hình tự dưng nó tắt đi. Đấy, anh em muốn xem lại ấy, anh em chỉ xoay nhẹ bát này cho mình này. Là tự động nó sẽ hiện lên. Đấy, đấy là cái cách sử dụng cho anh em. Thì còn về mẫu mã kiểu dáng của bát thì bên mình nhận làm tất cả các mẫu theo yêu cầu của anh em. Đấy, anh em muốn đặt làm mẫu như thế nào, anh em cứ việc là kết bạn nhắn tin qua Zalo số hotline này là bên mình sẽ tư vấn cho anh em, giúp cho anh em đặt mẫu. Đấy, hoặc anh em có thể là gửi trực tiếp cái mẫu bát mà anh em cần làm từ cho anh em đến cho bên mình. Bên mình sẽ làm trực tiếp vào cái bát anh em gửi luôn. Rất là ok cho anh em. Đấy, bên Tấn thì nhận làm tất cả các mẫu bát theo yêu cầu của anh em. Đấy, nên anh em không cần lo lắng đến cái chuyện mà bên anh em sử dụng mẫu bát này mà bên mình không có anh em nhé. Hoàn toàn không, đầy đủ hết cho anh em lựa chọn. Đấy, và một cái điều nữa là giá thành của bên mình thì cực kỳ giá rẻ. Đấy, tại vì bát của bên mình là có xưởng sản xuất bát riêng. Chính vì thế nên là giá của nó sẽ rẻ hơn giá thị trường rất là ok. Đấy, nên là anh em yên tâm về phần giá cả. Và chế độ bảo hành của bên mình thì có đầy đủ chế độ bảo hành cho anh em. Lỗi một đổi một nếu như do lỗi của nhà sản xuất cho anh em, hay bảo hành các cái phần khác. Đấy, nên là anh em yên tâm. Thì anh em nào mà muốn đặt mua cho mình những cái bộ sản phẩm bát hình không tang này thì anh em có thể là vui lòng là nhấc điện thoại của mình lên và anh em gọi điện trực tiếp về số điện thoại hotline trên màn hình cho mình, hoặc anh em cũng có thể là kết bạn nhắn tin qua Zalo để số hotline trên màn hình cho mình, là sẽ có người tư vấn và hỗ trợ cho anh em đặt hàng anh em nhé. Thì những anh em nào mà ở gần cơ sở bên mình thì anh em có thể đến trực tiếp cơ sở để được trải hướng dẫn và trải nghiệm trực tiếp về các bộ sản phẩm này. Đấy, bên mình thì có hai cơ sở, một là ở bến xe Mỹ Đình Hà Nội, cơ sở 2 là ở quốc lộ 13 Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh. Thì anh em đến nơi, anh em alo đến số hotline trên màn hình cho mình là sẽ có người ra đón anh em, dẫn anh em vào trong cơ sở và cho anh em trải nghiệm trực tiếp về các bộ sản phẩm luôn. Còn anh em nào ở xa không có điều kiện đi lại, đấy anh em có thể là gọi điện hoặc nhắn tin qua Zalo số hotline trên màn hình kia đặt hàng, thì bên mình sẽ gửi hàng cho anh em là qua xe khách hoặc qua bưu điện. Thì khi nhận hàng anh em sẽ được phép kiểm tra hàng, sau đó thanh toán tiền anh em nhé. Đấy, thì cuối video mình cũng cảm ơn là anh em đã theo dõi hết video của mình. Anh em nào mà cảm thấy video của mình hay thì anh em hãy cho mình xin một like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video tiếp theo.